Rồi, con chúc má sinh nhật vui vẻ và nhiều hạnh phúc trong tuổi mới. Thì Kim ơi. Gì vậy? Em đang làm gì vậy? Em đang đắp mặt nạ. Trời ơi, lên ăn sinh nhật má Dung kìa, giờ này mà còn đắp mặt nạ nữa. Đắp cái 90 giây à? Cái gì? Mặt nạ gì mà đắp 90 giây cô nương? Trời ơi, đắp mặt nạ mà muốn miên nữa trời, vụ gì vậy? Lên ăn sinh nhật má Dung kìa. Từ em đắp mặt nạ nhanh lắm, 90 giây rồi, chờ em xíu đi. Mặt nạ nào mà 90 giây tôi không tin. Đây nè, em đang đắp mặt nạ này nè. Của Foreo nè chị, đã lắm. Chờ em xíu nha, 90 giây. Đây nè, chị thấy cái đèn đỏ này không? Đó, cái mặt nạ đen này nè, nó có công dụng á, và thành phần á là từ nhân sâm và ô liu, có công dụng là chống lão hóa, dưỡng trắng da, cung cấp độ ẩm cho da, giúp da căng sáng mịn. Giống như chị đi spa, chị biết đi spa không? Chị đi spa thường là trước khi mà vô chị làm một cái gì cho mặt á, là người ta sẽ phun cái xương ra để cho cái lỗ chân lông của mình nó nở ra. Thì lúc đó là mình làm cái gì thì cái tinh chất á, nó cũng sẽ thấm sâu vô trong cái lỗ chân lông. Sau khi chị kết thúc cái túc á, thì ở spa người ta thường là người ta sẽ để chế độ lạnh, là để chi, để nó khóa cái tinh chất lại cho chị. Trời ơi, không biết gì trơn á. Em nói chuyện với chị mà bây giờ em quên luôn, nó hết luôn cái đèn đỏ của em luôn rồi nè. Trời ơi, hèn chi, dạo này thấy đi phim nhiều mà da đẹp dữ. Rất đẹp nha. Có bí quyết mà giấu nha. Bây giờ em để cho nó hết cái liệu trình này đi, xong em sẽ đắp lại một lần nữa. Em quá tức rồi. Ê, lúc trước chị thấy em đi hay đi spa không? Ừ. Dạo này em đâu đi đâu, đâu có thời gian đâu đi. Dạo này là cứ rảnh ở nhà là xài cái này nè. Đó, em xài xong một lần rồi đúng không? Rồi, em sử dụng thêm một lần nữa bằng cái tinh chất trên cái mặt nạ này nè. Mặt nạ này là tinh chất từ nhân sâm với lại ô liu, giúp chống lão hóa luôn. Rồi, một cái mà rất là nhiều tinh chất, chị thấy không? Một bị nhỏ xíu gì mà tinh chất nhiều quá ha. Đúng rồi. Nó làm cho da mặt của mình á, nó cải thiện về cái mà giống như chống lão hóa, trắng da, xe kích lỗ chân lông, dưỡng ẩm cho da. Đó, kết hợp với lại cái đèn led màu đỏ này. Nói chung là mình đi spa sao là mình làm cái này y chang vậy luôn á. Ừ. Cái này đem theo cũng tiện quá ha. Ví dụ em mà có đi phim lúc mà rảnh rỗi là ngồi đắp mặt nạ. Ừ. Nó tiện hơn là cái miếng mặt nạ kia luôn á. Đúng rồi, cái miếng mặt nạ kia là chị phải đắp trong vòng từ 10 đến 15 phút, mất thời gian lắm. Ừ. Còn cái này là đó, chị cái việc thoa đều như thế này thôi. Chưa đâu nha. Em còn chỉ cho chị một cái bí quyết khi sử dụng cái máy này, không phải là mình đắp mặt nạ không đâu, mà nó còn có công dụng khác nữa. Chờ em xíu. Còn thứ mấy giờ rồi, đi lên máy Dung nè. Ừ, coi chừng chút nữa em lên là bị người ta phạt á Trâm. Ai lên trễ là bị phạt nha quý vị ơi. Trời ơi, đang đắp mặt nạ tiếc quá. Có 90 giây à. Cũng may là em đắp mặt nạ này 90 giây á, em đắp mặt nạ kia 30 phút là thôi em ở nhà luôn đi. Sắp xong rồi. Chị nghe cái tiếng không? Ừ. Cái đó là cái độ rung á. Cái gọi là cái gì ta? Cái gì vậy? Sóng hả? Nó cái độ rung của cái máy này nè, để nó đẩy những cái tinh chất đi sâu vô trong cái da của mình. Ừ. Cái gì tiếng Anh nhưng quên mất tiêu rồi. T-sonic. Sung T-sonic. Trời ơi, đọc cái đó luôn á. Dạ, căng bước luôn đúng không? Ừ. Hết rồi, xong, đã hết 90 giây. Đó, mình nghe được cái tiếng sung của thằng T-sonic là nó làm cho cái những cái dưỡng chất trong cái mặt nạ này nè, nó thấm sâu vào trong cái lỗ chân lông của mình hơn. Rồi sau khi mình sử dụng xong rồi mình tắt máy, mình tháo cái mặt nạ này ra luôn, mình rửa máy luôn. Rồi bây giờ em sẽ chỉ một cái bí quyết hay hơn nữa nè. Ủa, cái máy này rửa được bằng nước luôn á hả? Ủa, em rửa bình thường mà. Không sợ vô nước luôn. Không, cái này nó chống vô nước rồi chị. Hoặc là khi mà rửa nước em lấy cái tay em, ngón tay em bịt cái lỗ này lại. À. Đó, xong mình lau khô cái máy thôi. Mình không rửa làm sao nó sạch được. Rồi, bây giờ em ra một bí quyết khác cho chị nữa nè. Rồi, sau khi cho đắp mặt nạ xong á, Trâm sẽ thoa kem dưỡng lên ha. Mình thoa kem dưỡng nào cũng được nha quý vị. Miễn sao kem dưỡng xong á, mọi người tưởng nghĩ như vậy là xong đúng không? Không có đâu, Trâm chỉ cho một người một bí quyết nè. Đây nè. Đúng rồi, cái này là cái chế độ sung gì em quên rồi, sung T-sonic, đúng rồi,
Nè mọi người thấy không, mình sẽ có thể bật chế độ nè, nóng lạnh như thế nào đều được luôn. Đây, đây nè, nóng nè, lạnh nè, mình để cho chế độ nóng nè. Đó, mình càng mở càng số to lên thì nó sẽ càng lạnh, mà nó càng lạnh thì nó sẽ làm cho cái da của mình á, nó sẽ chích lỗ chân lông và nó đưa những cái tinh chất này vô trong sau lỗ chân lông cho mình nha. Cái gì mà hố dữ vậy? Còn bao nhiêu phút nữa? Dạ gần xong rồi chị ơi. Ủa mà Trâm ơi, sinh nhật của má Dung chứ đâu phải sinh nhật em đâu, mà sao em điệu vậy? Hình như em điệu lộn ngày rồi đó Trâm. Mọi người chuẩn bị lên nè. Rất xong rồi chị. Cái này nhanh lắm, 90 giây à. Rồi đếm 1, 2, 3. Đó, cái này là cái chế độ sung te sonic. Nó giúp cho da của mình á, nó đưa tinh chất sâu vào trong da ha, hoặc là kem dưỡng, hoặc là serum, cái nào cũng được đó mọi người. Mình sẽ đưa nhẹ nhàng như thế này, nó khóa lại, nó xe kích lỗ cái chân lông cho mình, nó khóa lại luôn. Đã quá. Rồi nó mát lên bật hạt phải dễ sợ. Sinh nhục mới Dung mà, từ từ em mới điệu cho đẹp em mới đi được chị ơi. Lỡ ngồi nữa em say rồi em ai làm cái này cho em. Rồi rồi, đi nè. Trời ơi khổ quá à. Rồi, xong. Mọi người nhớ nha, mình kết hợp với lại cái app phần mềm này nè mọi người, Foreo nè, mình tải về mình kết nối chung với cái máy này là được nha. Đi 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 đi. Em có da đẹp chưa? Đẹp không? Da đẹp chưa cả nhà? Da được chưa? Để mặt mọc ra luôn á hả? Cầm lên nha, cầm cái máy chung hả? Thôi thôi. Quà quà. Quà quà quà. Quà quà quà. Tặng cái máy vô chứ, cầm cái đó đi. Bỏ vô túi gô xì, bỏ vô túi gô xì không? Từ từ, em chuẩn bị quà cho máy chung. Hay lại ôm cái ghế này lên cho má luôn đi Trâm. Dạ đây chị. Quà đi đâu? Quà đi đâu? Đây 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 đây. Nó dùng lên cho chị. Đi 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 lên đi lên đi. Rồi, bye bye cả nhà nha, đi lên luôn chị. Đi bộ lên luôn đi, có 1 tuần rồi mà. Chăm, đi bộ lên đi. Từ từ, từ từ, chị đang cố lên từ từ. Ủa, em đi xuống. Vô vô phải lên lầu mấy. Lầu 3. Bây giờ vô 1 kỹ 5. 1 kỹ 5. Chưa, em chuẩn bị. Bây giờ chưa em đang vô phòng má Dung rồi. Quà hiệu hả? Quà hiệu cho má Dung. Quà Dung đợi chút. Chưa, chưa. Khi nào lên em báo. Rồi, rồi, rồi. Tranh thủ vô thang máy nó còn tiếc tiếc, nó còn chà chà nữa kìa. Sao chị Nhi hôm nay giống như sinh nhật em quá à? Hôm nay phê chị. Người ta đem nhiều đồ. Ủa nhưng mà chăm chăm. Chị Dung ơi. Đủ mấy Dung lắm mặt nào. Đó, nó mặt nào má? Đi lên trên chơi chút. Đó mặt nào? Đi lên trên chơi chút. Cái này cái gì á? Cái này là lậu hả? Dạ đây đây chị. Thôi nói nhỏ, nói con đi. Cái này là cái gì? Cái này là đây, đây, cái này là máy đắp mặt nạ. Nạ đâu? Mặt nạ con để trong phòng rồi. Còn cái này đâu? Cái này là con đang đưa tinh chất vào sâu trong da của con. Em mới tặng nó vô không? Tặng đi. Đi đi, đi đi. Để tối nay con đắp cho má mặt nạ nha. Thôi đi ra lầu chơi đi, buồn á. Đi đi lên đi chị, ngon quá. Cái chị ở đây mình hả chị? Đậu, đậu, đậu nằm luôn. Hola, cái gì mà tới tôi vậy trời? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
bất ngờ. Chị rất là bất ngờ. Dạ, quay thử vô nè. Quay 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 chị vô cảnh, quay thử vô cảnh. Thế thôi chị không vô má mặt không ra. Ủa gì hả? Biết gì luôn hả? Chị không ra đó. Rồi bây giờ tặng quà kìa. Rồi bây giờ tặng quà, tặng quà. Ủa mình hết rồi. Nè, bây giờ cảm này nè, mọi người ơi, bây giờ nè, anh chúc vợ anh nghe vợ đẹp. Cái bà nội mày. Rồi, Nam hả, còn mua lại gì của ông? Bây giờ chị vợ, ơi, chị ơi, cái này là bánh kem của tập thể của anh em, ekip của mình. Rồi. Còn bây giờ có hai cái bánh kem của nhà hàng Paris. Em ơi, ủa nhà hàng nó hết rồi. Dạ ơi. Em ơi, nhà hàng quay đây, đúng hết rồi. Đây là hai bánh kem của nhà. Lẹ đi con tặng quà. Con có tặng quà. Tặng quà. Tặng quà. Để người ta đang chúc tặng quà. Đốt lên, đốt lên, đốt lên. Nhận quà hết thì chút xíu tặng vợ cái khác. Đâu rồi? Đốt lên, đốt lên. Đốt rồi, đốt lên, đốt lên. Không quẹt nó hả? Đang tính chừng ngủ á, rửa mặt ngủ á. Đốt, đốt rồi. Đừng liếm. Xém nữa bất ngờ đi chị ơi chứ. Rồi bây giờ tặng quà. Rồi. Hai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, má, má, má ước lên xong rồi má thổi. Rồi, bây giờ mình nhắm mắt mình ước nghe Tường Vi. Dạ. Không yên, không yên. Con đường ca. Lúc con này, đường ca. Lúc này con đường ca. Rồi, bây giờ mình ước rồi đó. Rồi, 1, 2, 3. Thổi sao ba cái thổi? Thổi tới đường ca. 1, 2, 3. Yeah. Để cho tôi nói đi, chậu tóc tay đâu. Từ từ, chị ơi, đây là bạn, đây là bạn Phi. Ờ, bạn là chủ nhà hàng khách sạn ở đây. Đó. Rồi em tặng hoa chị đi. Chủ chủ trẻ vậy đó hả? Ờ 21 tuổi. Nhân dịp sinh nhật tặng cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Rồi, cô cảm ơn chủ khách sạn nha. Tháng 8 sinh nhật chị ra đây nữa đi. Rồi bây giờ là những món quà tươi thắm em tặng đầu tiên. Rồi, chị người là cho mình cảm động quá. Rồi, đây xin ăn. Xin mời anh. 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 Hết chỗ rồi. Xa xa xíu, xa xa. Đừng có gì đâu, chú ý bằng con em nha. Ủa là cái thuận với anh em đâu, vô luôn đi. Vô, vô, vô. Kìa. Rồi, bây giờ đây nha. Rồi, con có ý kiến đây nè. Tại vì YouTuber rất nhiều, ai tặng quà thì người đó quay. Đúng không? Còn là quà tặng của người nào thì người đó quay. Để không bị trùng nội dung, ok không? Trùng rồi. Bây giờ yêu cầu tất cả ốp đi xuống để cho em quay cho em tặng quà của em nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Không bị trùng. Nhưng mà cái này là của chủ. Của chủ rồi, được luôn rồi. Của chủ. Rồi, bây giờ. Có quyền. Dạ, bây giờ tặng cái gì? Dạ, rồi. Rồi, chút, chút. Túi gu xì được không nha? Hàng túi gu xì. À, không có gu xì, tôi bỏ liền. Vậy đó, nhưng mà ở trong củ xì à. Trời ơi, hay quá. Bỏ ra đi. Hết giờ. Wow, mới hồi nãy nó, ê, hồi nãy cái này nó mới hối nó mềm lên đó chị. Cái này là gì con? Cái này con mới chơi mới vừa. Cái máy massage đúng không? Đúng không em hay máy đắp mặt? Dạ, máy đắp mặt nạ. Máy đắp mặt nạ UFO. Rồi rồi rồi. Rồi bây giờ má để cái này đi, cái nào quan trọng, cái này mới quan trọng nè. À, trước khi má nhận quà thì con có. Dạ. Xin kính thưa quý khán giả của Trâm Official. Ngày hôm nay má Dung sinh nhật má Dung thì mình không có gì hơn mà một món quà rất là đơn giản mà dễ thương. Thì má cầm cái này má giật ra thôi. 1, 2, 3. Dạ rồi xong. Để cho má mở. Dạ con biết rồi. Con chúc má là thêm tuổi mới là sẽ nhiều thành công mới. Nhiều thành công mới lúc nào cũng trẻ khỏe và xinh đẹp. Má mở đi. Má mở rồi. Nhưng mà má hứa đừng đánh con. Thôi, rủa con gì là tao xỉu con cảm biết rồi, con Vi biết nè. Con gì đâu biết luôn. Nè. Không có con gì luôn. Gì vậy? Gì bà nội? Gì vậy? Vô 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 chị. Gì vậy? Cái hộp gì á? Cái hộp bánh. Rồi, không, bây giờ vậy nè. Rồi rồi, cái gì vậy? Bóc vô đi. Bóc, đừng có nhìn, má bóc đi. Bóc rồi, bóc nhầm con. Con cầm rồi nè. Không có gì hết trơn á, con làm chứng nha má. Nó tin con, tin con.
sinh nhật vui vẻ và nhiều hạnh phúc trong tuổi mới. Thì con cái này là tặng cho má ý nghĩa là tại vì cuộc đời má đã rất là cô đơn rồi, thì những lúc nào má cô đơn má cứ lấy cái này ra là má hết cô đơn. Hay quá, mày nói hay quá. Ủa khoan xí rồi, cho chị hỏi nhưng mà để qua thời gian nó bị héo thì mai nó héo rồi sao? Thì bỏ nước cho con cho nó tươi ra, sao mày ngu vậy? Ủa là sao nó tươi được? Nước là phải có người tươi. Em chỉ sợ là tối nay má ăn sạch rồi. Bây giờ xong chưa? Rồi. Mấy người tặng quà cũng nghĩ vậy. Bây giờ tới tôi tặng nè. Dạ rồi, xin chào quý khán giả của 100 Official. Giờ tới khán giả tôi làm. Đây.